Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện hình thế gây mưa lớn cho thành phố Hồ Chí Minh là giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ và phía Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. 1 giờ 30 phút sáng nay 21 tháng 9, ảnh mây vệ tinh radar thời tiết cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông sét cho nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, mây dông trên khu vực tỉnh Long An cũng đang di chuyển về phía thành phố. Trong khoảng giờ tới chiều, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét cho toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến là từ 10 cho tới 20 mm, có nơi trên 30 mm. Vậy khi nào mưa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mới ngớt? Cơ quan khí tượng phụ trách phía Nam cho hay, hiện nay gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ giảm dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây trở lại. Trục qua Nam Bộ trong hôm nay, 21 tháng 9, mưa vẫn xảy ra diện rộng với lượng mưa vừa, có nơi mưa to. Sáng ngày mai 22 tháng 9, mưa có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Sáng 21 tháng 9, ông Nguyễn Văn Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân và lực lượng cứu hộ vừa cứu được một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà Hồ Thị Loan, 49 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chạy xe máy qua đường tràn. Mặc dù lực lượng chức năng đã cảnh báo đoạn đường ngập do mưa lớn, nhưng bà Loan vẫn đi qua. Khi đi tới giữa đường tràn, xe máy bà Loan bị nước cuốn trôi. May mắn bà Loan bám vào được gốc cây phía dưới. Phát hiện sự việc, một số người chạy tới ứng cứu bằng cách ném dây thừng ra cho bà Loan nắm và kéo vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy bị cuốn hư hỏng. Bà Loan rưng rưng xúc động nói lời cảm ơn vì quá may mắn khi được mọi người cứu kịp thời. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 20 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to tại nhiều khu vực. Các điểm mưa lớn được ghi nhận gồm Tân Kỳ 113,6 mm, Thanh Hương 104,8 mm, Quỳnh Lưu 70,8 mm. Từ ngày 21 tháng 9 đến 15 giờ ngày 30 tháng 9, các tập thể có thể đăng ký và từ mùng 1 tới mùng 5 tháng 10 chính thức mua vé. Ngành đường sắt ưu tiên bán vé tập thể cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ chức xã hội. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chạy tàu Tết trong 3 giai đoạn trước, trong và sau Tết từ ngày 15 tháng 1 năm 2025, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2025, 19 tháng Giêng Tết Ất Tỵ. Theo đó, hành khách mua vé tập thể cần mang theo giấy giới thiệu của đơn vị và danh sách tổng hợp vé lượt đi, lượt về, ghi chính xác họ tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân của người đi tàu khi tới mua vé tại ga. Từ 8 giờ ngày 6 tháng 10, vé tàu Tết sẽ được bán rộng rãi tại các kênh, nhà ga, điểm bán vé và đại lý thuộc Đường sắt Việt Nam. Để nâng cao chất lượng phục vụ, các nhà ga sẽ không bán ghế phụ hoặc ghế chuyển đổi trên các chuyến tàu Tết năm nay. Hành khách được khuyến cáo không mua vé qua những người mạo danh nhân viên đường sắt, trung gian cò mồi, chợ đen để tránh tình trạng mua phải vé giả. Một củ sắn nặng 25 kg, chiều dài khoảng hơn 1 mét vừa được ông Trần Thanh Hải đào tại vườn ở thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Một người con gái của ông Trần Thanh Hải cho biết củ sắn có cân nặng kích thước khủng vừa được bố mình là ông Trần Thanh Hải, 63 tuổi, đào được vào chiều 20 tháng 9. Theo người con gái, ông Hải nuôi khoảng gần 50 con dúi tại nhà ở thôn Phú Long, xã Kỳ Phú. Để có thức ăn cho con vật, 2 năm nay ông Hải trồng khoảng hơn 3 sào sắn ở vườn nhà và một số mảnh đất trồng mượn của người dân trong xóm. Chiều 20 tháng 9, ông Hải ra mảnh đất cách nhà khoảng 400 mét đào sắn như thường lệ. Trong quá trình dùng cuốc đào dưới gốc, ông phát hiện củ sắn có kích thước lớn, việc đào củ sắn này vì thế mà cũng mất thời gian hơn mọi ngày. Đào xong, ông đưa củ sắn lên, cố định ở yên xe máy và trở về nhà. Sáng 21 tháng 9, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú xác nhận từ trước đến nay tại địa phương chưa có ai đào được củ sắn to kỷ lục như của ông Hải. Ngày 21 tháng 9, đồn biên phòng Cà Sèn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa giải cứu đàn bò của gia đình anh Đinh Minh Thọ, trú tại Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Theo đồn biên phòng Cà Sèn, đàn bò 8 con bị mắc kẹt tại khu vực Hung Châu, xã Thượng Hóa. Do nước lũ đang dâng, các chiến sĩ biên phòng cùng với người dân đã dùng thuyền máy để vượt lũ đến khu vực Hung Châu, kịp thời cứu đàn bò và đưa đến khu vực an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn đã gây chia cắt 38 thôn, bản trên toàn tỉnh với 1.150 hộ gia đình bị ngập lụt, chủ yếu tập trung ở hai
huyện là Minh Hóa và Tuyên Hóa. Đến sáng nay 22 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã tạnh mưa, có nắng nhẹ, mực nước trên các sông Danh, sông Son, sông Kiến Giang bắt đầu rút xuống. Chính quyền các địa phương có nhà dân bị ngập đã chủ động triển khai lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống. Sáng 20 tháng 9, dọc bờ biển dài hơn 4 km đoạn qua xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngao trắng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ. Hàng nghìn người dân đã ra bờ biển nhặt ngao và thu được từ 1 cho tới 2 triệu đồng. Lãnh đạo xã Diễn Trung cho biết, ngao trắng dạt vào bờ ước tính hàng tấn. Ở ngoài ngao sống thì dọc bờ biển có nhiều vỏ ngao cùng với nhiều loại rác bị sóng đánh dạt vào. Hiện tượng này thi thoảng xuất hiện, song đây là lần đầu tiên ghi nhận số lượng lớn. Xã sẽ cử cán bộ dọn dẹp, làm sạch bãi biển khi thời tiết ổn định. Theo đó, nhiều điểm ngao chất dày 3-5 cm, rộng hàng chục mét, lẫn với cát, rác cùng một số loài nhuyễn thể khác. Người dân địa phương mang xô, rổ, chậu, nhựa, bì tải, lái xe máy chở nhau ra biển nhặt. Giữa buổi sáng đến trưa, người dân liên tục đến bờ biển xã Diễn Trung. Nhiều ngư dân dùng nhủi làm bằng thân tre hoặc sắt, phía dưới gắn lưới đi dọc bờ biển sâu 40-70 cm để bắt ngao, bất chấp sóng lớn. Hàng trăm thương lái chở theo thùng xốp đựng đá lạnh đến biển thu mua ngao chưa tách vỏ với giá 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Bên cạnh giao dịch tại bờ biển, một số người đưa ngao về luộc qua, tách vỏ, đem ra các chợ trên địa bàn bán lẻ với giá 100.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay tiếp tục tăng đạt 80,55 triệu đồng trên một lượng. Đây là mức cao chưa từng có và ngày càng tiến sát giá vàng miếng. Cụ thể, lúc 9 giờ sáng 21 tháng 9, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 79,4 triệu cho tới 80,55 triệu đồng trên một lượng mua bán, tăng 850.000 đồng trên một lượng so với cùng giờ hôm qua. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJC, giá vàng nhẫn tròn 1 đến 5 chỉ cũng đang được niêm yết ở mức giá là 78,9 cho tới 80,2 triệu đồng trên một lượng mua bán. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn đang bình ổn ở mức giá 80 cho đến 82 triệu đồng trên một lượng mua bán. Giá vàng nhẫn tăng cao trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh cao lịch sử. Hiện giá vàng thế giới đang ở mức 2.622 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 37 đô la Mỹ trên một ounce so với đầu giờ sáng hôm qua và hiện đang ở mức cao chưa từng có. Trong lịch sử thì vàng chưa bao giờ đạt được nhiều kỷ lục về giá cao mọi thời đại trong thời gian ngắn như vậy. Kể từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 26%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010 khi các nhà đầu tư đổ xô vào vàng để bảo vệ tài sản của mình. Mưa lớn kéo dài khiến ta luy ở khu vực xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá đã đổ ập vào nhà lớp học 2 tầng và các công trình phụ trợ của trường trung học cơ sở Lâm Phú. Đến hôm nay thì ở phía sau ngôi trường bị sạt lở, đất xô nghiêng gây gãy nứt này lại xuất hiện vết nứt trên đồi khiến toàn bộ 276 học sinh và giáo viên phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Cụ thể, UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, huyện đã cho toàn bộ học sinh trường trung học cơ sở Lâm Phú, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh nghỉ học tạm thời do ngọn đồi sau trường xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lang Chánh, trong sáng 20 tháng 9, huyện quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học để di dời trang thiết bị, đồ dùng dạy học đến nơi an toàn để xử lý sự cố. Huyện đưa ra hai phương án, một là di chuyển toàn bộ học sinh đến học nhờ tại trường tiểu học Lâm Phú cách 5 km hoặc xây dựng trường tạm. Hiện các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh đang vào cuộc kiểm tra, đánh giá sự cố để đưa ra hướng xử lý.